Dạ, lời đầu tiên cho phép Hậu Nhân mến chào cả nhà thân thương trên kênh Hậu Nhân Vlog như cả nhà. Hôm nay thì phải nói là có một cái thông tin rất là đặc biệt mà Hậu Nhân muốn chia sẻ cho cả nhà mình được biết, cũng như là được hiểu hơn về câu chuyện về con gái bé nhỏ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và câu chuyện như thế nào thì mời cả nhà cùng theo dõi nhé. Thì cách đây á, là mới mấy phút rồi cả nhà, là chị Ni có chia sẻ như thế này. Là trước đây á, là cách đây là một ngày, là Hạo Nhân đã đọc cho cả nhà mình nghe một cái thông tin là chị Ni đã nói như thế này: cho Ni được phép nghỉ ngơi trong 2 tuần vừa qua, Ni không trả lời tin nhắn hoặc điện thoại của ai, thông cảm cho Ni nha. Đó cả nhà, chị Ni nói trong vòng mới đây nữa là mới có 2 ngày thôi, là chị nói như thế này, nói như thế này. Thì có rất là nhiều khán giả bình luận trên kênh, chia sẻ rất là nhiều, công nhận rất là nhiều luôn cả nhà, 1.500 lượt bình luận luôn đó. Khủng khiếp, phải nói là khủng khiếp. Và rất là nhiều người đang lo lắng cho chị, không biết là ở quê nhà có chuyện gì hay không mà chị lại về sớm như vậy. Thì Hậu Nhân cũng có đọc cũng như là chia sẻ cho cả nhà biết. Xong rồi thì ngày hôm nay chị lại đăng lên một cái tin nữa, Hậu Nhân không tin được luôn. Hậu Nhân sẽ chia sẻ cả nhà mình trước câu chuyện nha. Là chị Loan bị có việc đó, thì chị Ni đứng ra cũng như là đứng lên nói câu chuyện này để mà chia sẻ cho cả nhà mình nghe để hiểu hơn. Tại chị Loan bị tấn công cả nhà đó, chị Ni đứng lên, chị Ni là đứng lên theo phương diện là một người chị, một người đại diện phát ngôn đó. Chị Ni đứng lên bảo vệ chị Loan, và chị Ni có đăng một cái dòng trạng thái như thế này: gửi đến anh, hôm qua nghe chuyện anh với con nhỏ ngầm ý là tôi đã hiểu rồi đó, câu chuyện này đó cả nhà đó. Rồi chuyện cái bàn thờ không chịu giải thích với má ba và người nhà đi cho im xuôi, giờ làm ba cái trò mèo đó. Dùng truyền thông để đẩy nó đi xa, trong khi anh làm sao hả, vùi lấp mọi chuyện đó cả nhà. Phải nói là nó đúng ra thì cái này là Hậu Nhân cũng không muốn đọc đâu cả nhà, thì thật sự Hậu Nhân sẽ chia sẻ cả nhà mình biết và hiểu nhiều hơn đó. Cái chuyện bàn thờ cả nhà, thật sự mấy ngày hôm nay Hậu Nhân đã nghe rất là nhiều lần và rất là nhiều anh em chia sẻ luôn, nhưng mà Hậu Nhân không có làm. Hậu Nhân không có làm á cả nhà, chứ không phải là Hậu Nhân không làm đâu. Thấy không có, mình thấy trong đầu mình thấy nó không có hay. Tại vì cái bàn thờ là bàn thờ của Bác Năm, cũng như là một cố nghệ sĩ của Tú Vũ Linh đó. Cái đó là một cái nơi trang nghiêm để mà thờ cúng. Lúc đó là chị Loan khổ, không có tiền thì nhờ gậy người này nhờ gậy người kia để giúp đỡ, vì sao chị làm có tiền có kinh tế thì chị sẽ trả lại thôi đó nha. Thì tỷ bây giờ mình là anh hay là chị em nào đó, mình có tiền thì mình hỗ trợ cho em mình đó, rồi mai mốt và chị Loan có tiền, chị Loan làm ăn được thì chị Loan sẽ trả lại, hoặc là không đưa tiền đó, có thể là giúp đỡ những chuyện này chuyện kia, hoặc là mình cần thiếu tiền thì nói chị sẽ lo và chị trả lại thôi, chứ đâu cần thiết mình phải môi móc cái chuyện bàn thờ ra đúng không nhà. Hậu Nhân chỉ là một người bên ngoài, chỉ là một người bên ngoài thôi cả nhà, và mình muốn chia sẻ công tâm như thế này cả nhà, muốn chia sẻ công tâm như thế này, nói đúng thật sự luôn á cả nhà. Cái chuyện đó mình không nên nói nhiều nữa, tại do sao nó đúng thật sự luôn. Cái bàn thờ Bác Năm á cả nhà, rất là nhiều người, nếu mà nói ra là nhiều người sẽ mua luôn á, tại do sao lúc trước á là chị Loan quá khổ đi, không có tiền, mà nghe chị đi kể, Hậu Nhân đi theo câu chuyện này, chị đã chia sẻ rồi, Hậu Nhân chia sẻ lại cho cả nhà mình nghe nha, chia sẻ lại cho cả nhà mình nghe. Nghe chị đi kể á, lúc đó bé Loan rất là khổ, và anh Hải chỉ có một chiếc xe thôi, là cũng bán chiếc xe đó mà để lo tiền đi tới đi lui rồi đi lên mộ lo cho ba. Nhưng mà chị Loan đâu có hề nói là con bán xe hay này kia đâu, tiền mình tự không có tiền thì mình mượn chị này mượn anh em kia, múc làm có tiền rồi mình trả lại. Làm người đâu thể nào ai dịch áo cho người xem mưa đâu cả nhà, không lẽ mà lên mạng nói ơ con không tiền khổ quá cho tiền con đi. Chị Loan không có làm như vậy cả nhà, và chị không có kể luôn. Thật sự nó đúng ra cái bàn thờ Bác Năm cả nhà, nếu mà nói chỉ cần nói một tiếng thôi là người ta sẽ cho liền, người ngoài thôi
làm được gì tao làm giúp hết luôn. Nhưng mà chị Hồng Loan không muốn ai bên ngoài biết cái câu chuyện này. Mình khổ, mình ăn mì gói, mình chịu. Lúc đó cả nhà thấy không, anh em có làm cái clip là con gái của hồ sĩ Hồ Tú Linh, ông Hoàng Hồ Quảng ăn mì gói. Thật sự mình không có tiền ăn mì gói. Nhiều khi hỏi chị nói là chị phải ăn mì. Chứ thật sự ai mà thích ăn mì hoài được chị. Ai cả nhà, ăn mì hoài nó sẽ rất là nóng. Nhưng mình không có tiền thì mình phải mượn anh em mình thôi. Chứ không lẽ mình lên mạng mình xin cái đó, cả nhà sẽ rất là mất tai, sẽ có tai tiếng cho ba mình. Chị Loan là một người, phải nói là một người con của ba, đúng không cả nhà? Con của ba thì mình phải sống noi gương theo ba, chứ đâu thể nào mà mình lên mình lợi dụng vào hình ảnh của ba để mình làm những cái chuyện mà nó không hay đâu cả nhà, đúng cả nhà? Làm ăn cũng vậy, nói sự làm ăn cũng vậy cả nhà. Làm ăn á thì mình làm ăn thế nào hả? Buôn bán hàng là chỉ buôn bán hàng, chỉ đã chọn lọc hết rồi và được giấy tờ công nhận hết được rồi, hết rồi, bên Bộ Y tế đã công nhận hết rồi. Những sản phẩm nào á, Hạo Nhân chia sẻ câu chuyện này á cho cả nhà nghe luôn. Nhiều lúc quá Hạo Nhân đi chung với anh chị cứ nói như thế này, anh Hải nói luôn á, rồi em thương ba lắm, em rất là thương ba luôn, nên là bán sản phẩm nào em cũng chọn lọc rất là kỹ, coi rất là kỹ luôn, để không ảnh hưởng mang tiếng một người con rể của ba. Nên mình đã là con rể của ba, một người nghệ sĩ ưu tú mà được rất là nhiều người yêu mến và rất là nhiều người tôn trọng cái cách sống của bác đó. Nên mình là em là con rể mà nói chuyện câu chuyện với nhau thôi. Nên em làm, em quyết định em bán sản phẩm nào tốt và chất lượng và bảo hành đó, như cả nhà thấy đúng không đó. Anh bán sản phẩm, bán chất hàng tốt, bảo hành đàng hoàng cho cả nhà trong vòng 2 năm, một năm 2 năm đó, tùy theo sản phẩm. Các nhà thấy không, mình làm như vậy mới đúng chứ, mình nói được mình làm được, đúng không nhà? Nó được làm được. Thật sự Hạo Nhân cảm nhận được cả nhà, chị Ni rất là thương chị Loan, rất là thương chị Loan. Một tình yêu thương mà cặp mắt có triều mến lắm cả nhà, triều mến lắm luôn. Có nhiều người á lên tấn công anh em tiếp trước nhà nhiều lắm cả nhà, biết tấn công gì không? Hạo Nhân sẽ chia sẻ cho cả nhà nghe. Và nhiều anh em rất là ca những anh em tiếp trước nhà, và thậm chí có nhiều kênh lên chửi luôn, mà trong đó có một hai kênh đó là cũng giống như là đứng về phía ủng hộ á mà chửi anh em. Nhưng mà Hạo Nhân sẽ không nói kênh nào, tại vì sao cả nhà? Nói anh em á trước nhà là tại sao quay không có thông tin gì mới hết lên kệ anh em. Hạo Nhân sẵn đây, Hạo Nhân nói luôn, sai lầm rồi anh ơi, anh kệ không được đâu, làm được đâu. Tại sao mà anh em không đưa nhiều thông tin mới lên? Tại sao anh em không hỏi anh chị nhiều lên để mà được có nhiều thông tin? Lý do là mình tôn trọng. Và nhiều câu chuyện Hạo Nhân cũng biết nè, và nhiều anh em cũng biết nè, nhưng đều giấu kín trong lòng không nói ra. Mình cảm thấy mình chia sẻ những câu chuyện nào ok mình chia sẻ, không ảnh hưởng tới người nào mình chia sẻ, chứ không phải là chuyện nào cũng chia sẻ hết được. Tánh Hạo Nhân và nhiều anh em làm chung Hạo Nhân rất là kỹ, nhưng mà mình không thể nào mà nói lúc nào cũng đúng hết. Có lúc mình sẽ hớ, có lúc mình sẽ sai, mình sẽ sửa đổi. Làm cái nhà làm lúc nào làm sao mình đúng hết được, lúc mình sẽ sai chỗ nào đó mình sẽ sửa đổi, nhưng mà mình cố gắng mình làm khắc phục, thà lên thà làm từ từ mà nó chắc, đúng cả nhà, nhớ đúng không? Một khi mà chị Ni đã bị chị Loan nó bị thiếp rồi là chị Ni sẽ đứng ra liền, là mạch thống đó chị đã nói rồi đó cả nhà, thấy không? Và câu chuyện này nữa Hạo Nhân sẽ kể cả nhà mình nghe đó nè. Bữa Hạo Nhân ban đêm á, Hạo Nhân hỏi chị Loan, chị hỏi chị Ni như thế này: chị Ni ơi, ba mẹ của chị nhận chị Hồng Loan là con rồi hả? Nói ơi, cả nhà thấy không? Đây Hạo Nhân sẽ mở một cái khúc đó cho cả nhà mình nghe ha, để coi còn không nha, còn thì mở nha cả nhà, được giúp lại cho đã. Hạo Nhân nhớ là Hạo Nhân, ủa bởi vì người ta
À vậy là trong cái video cái máy hậu nhân đang làm cho cái nhà mình rồi. Cái máy hậu nhân đang làm với cái nhà rồi. Chị đây có nói như thế này. Rất là nhiều người cản chị, kêu chị đừng có tham gia vào drama này. Nhưng mà cái tánh chị nó ngang, chị thấy Hồng Loan nó bị như vậy chị không chịu nổi. Không chịu nổi nên chị yêu thương. Và đợt đó đem về, chị Loan có về quê chị Hồng đi chơi một lần rồi. Và cũng được mẹ của chị Ni công nhận là con luôn. Tại vì cái tính của chị Loan quá là dễ thương. Nó cả nhà. Cả nhà thấy không? Làm sao mà chị Ni bỏ chị Loan được? Đã là chị em rồi, làm sao bỏ nhau được? Mà cái tính của chị Loan đó cả nhà, cái nhà mà ở gần nhiều cái nhà biết, rất là dễ thương, rất là hiền và rất là muốn giúp cho mọi người xung quanh. Rồi cho em quay đi, em cứ quay cho mấy em quay thoải mái. Mà lúc trước em nhân nhớ cái chuyện này nè cả nhà, nhớ cái chuyện này mà nhân không quên luôn. Rồi đặt mới xuống đây công an dí chạy té ngửa luôn, công an chạy té ngửa luôn. Tại vì cái khu này khu phố an ninh nó bắt đầu quay chưa có được phép của chị Hồng Loan đâu được quay đâu, sao chị Loan biết được? Chị Loan hay chị Loan nói một tiếng mấy anh em được yên ổn thôi chứ. Chứ hồi trước là công an không cho quay, người ta không cho quay. Bây giờ đó tao quay tao, người ta không nói là tụi em muốn quay á, dứt khoát á là quay một cái nhà số 5 thôi, không được quay nhà khác. Nếu quay nhà khác anh sẽ cấm tụi em quay luôn. Dạ ok hứa làm. Và nhiều anh em phải chuyện lại anh em khác, anh em nào mà lạ tới thì mình sẽ để ý anh em đó và nhắc nhở cho những anh em đó làm sao đừng ảnh hưởng tới người khác. Mà làm giống như là anh em đã đi làm hoạt động ngoài đây thì đều chia sẻ với nhau, mình quay sao đừng ảnh hưởng tới ai hết là ok. Nói nhau cũng vậy, cố gắng làm đừng ảnh hưởng tới người khác. Thật sự bây giờ hậu nhân thấy chị đi mà hậu nhân thấy thương lắm đó nha, nhất là chị Ni và chị Loan. Quay nói chung là ở gần với hai chị nhiều, cảm thấy mình chiều mến lắm. Nhiều người cứ nói hậu nhân là nịnh nọt, mà trước thấy hậu nhân thấy thương, giờ nói chuyện ra nịnh quá. Hậu nhân nghe hậu nhân cũng mắc cười. Thật sự mà nói từ nịnh đó, cũng đúng. Mình sống trên đời cái nhà mình nói chuyện ra đường mở ra là dạ thưa. Tại vì anh chị là lớn hơn hậu nhân, hậu nhân nói chuyện hậu nhân phải dạ thưa chứ. Mình chào anh chào chị, không lẽ mình nói là sao? Không lẽ kêu mày tao? Không lẽ giờ hậu nhân kêu mày tao với anh chị hả? Là mới vừa lòng hay sao trời? Đúng cả nhà. Có nhiều người lại bình luận kỳ quá. Hậu nhân đang khắc phục cũng như là khắc phục bản thân rất là nhiều. Và mình tập nói chuyện rất là nhiều. Và nói chuyện lời ăn tiếng nói cho nó đàng hoàng, nó rõ nét. Thật sự rất là mừng. Cả nhà lên bình luận cũng rất là nhiều, nói là hậu nhân ơi, đọc chuyện trước khi được hơn mở cái máy gì đọc cái nhà mình được thế này. Em ơi, trước khi đọc thì em phải đọc đi đọc lại vài lần đi, rồi em phải đọc cho nó quen lời đi, em phải đọc. Chứ mà em đọc em cứ giật cứ nghe bực mình lắm, khó chịu lắm. Đúng. Vậy hay, nói hay nghe. Tại vì sẵn đây hậu nhân chia sẻ cả nhà. Tại vì cái lý do thế này, nhiều anh em sẽ nôn nóng ra clip. Nó đúng ra, nó thật sự ra dễ hiểu hơn á, là rất là nhiều người làm chung một cái quay chung. Đôi khi có một cái thông tin nào đó thì ai cũng muốn làm nhanh hết. Thì đôi khi mà đọc chữ chưa có trôi chảy. Ai không cầm cái máy thấy lên đọc lá dắp liền hả? Đọc lá dắp liền cả nhà. Thì đó, thì đúng khổ vậy đó. Đó nên đôi khi bây giờ ông nhân làm được cái nhà bình luận cũng như là tương tác rất nhiều, họ nhận sẽ cố gắng hết sức làm những video nào thì mình cố gắng làm từ từ nói chuyện cho đàng hoàng tử tế, nói chuyện là cho nó rõ ràng cho nhà dễ hiểu. Biết rồi, gần cuối rồi thì có nhiều chuyện xảy ra quá, đạo nhân thì cũng cố gắng nó làm chia sẻ những hình ảnh thực tế gửi đến cả nhà xem. Nó thì mới hồi tối này cả nhà thấy không, hậu nhân mới đăng cái clip chị Hồng Loan lên đó biến hình, mà đó là hậu trường thôi cả nhà. Bận áo màu trắng nè, ăn rất chi gan bát nắm cũng có nè, biến hình công chúa
Rất là dễ thương. Nói vậy anh em đi quay, quay này rất là lâu rồi, để tới nay mới đăng, khi nào được phép của chị mới được đăng, tại vì không phải là được phép của chị này kia, nó đúng ra là mới tôn trọng chị. Với lại một phần nữa bữa đó anh em đi quay cho nó vô quay vô đi chơi, có quay á thì để bên công ty bóp người ta đầu tư đăng năm trước rồi mình đăng. Và ông Nhân có điện qua công ty á, ông Nhân hỏi á, là công ty nó mấy anh đăng đi, đăng được rồi đó thì ông Nhân mới lên. Có khi cái nhà mà làm một clip của mình không có biết được bao nhiêu tiền, khi 500 ngàn, hai 300 ngàn, khi 100 ngàn, khi mấy chục ngàn, hơi xui. Vì khi đem đăng clip lên không có nhiều tiền để kiếm được 1 triệu đi, rồi cuộc quay qua hư hết của người ta đầu tư ra biết nhiêu tiền đó, nên rất là cân nhắc, rất là kỹ lưỡng, cố gắng làm phát huy, đừng ảnh hưởng tới anh chị. Anh chị phải làm cho quay cái nhiều cái chuyện nào á, ta sợ lộ những cái hình ảnh đó ra trước á thì nó sẽ mất hay, nên anh chị á không có cho thấy những hình ảnh nào anh chị không cho theo, nhưng mới không đi theo. Đôi khi cũng muốn cả nhà biết cái nhà là quan tâm chị Loan, nó đôi khi á mình đi quay á mình cũng kỹ lưỡng cho anh chị đó, chứ không phải mình muốn gì cứ quay đó gì quay đó. Thật sự giờ anh chị đi ăn không, nhân cũng ít đi quay lắm. Đôi khi bây giờ anh chị đi ăn rồi muốn không khí nó tự nhiên, mình đi quay nó kỳ, anh chị ăn nó sẽ bị ngại đó nha. Nên hiện tại bây giờ anh chị mình đi ăn hầu nhân ít đi quay lắm, hầu nhân ít đi quay để cho anh chị thoải mái. Chị tỷ có đi theo thì cũng ở ngoài chơi thôi chứ không có vô. Giờ đi ăn với đi ăn anh chị đi ăn nó đi, cái là anh chị mời kỳ lắm, mình vô ngồi ăn chung thôi kỳ ngại. Giờ cái là anh Sang nữa nha, thấy thương, giờ thương anh Sang quá trời, giờ bị tấn công quá trời, anh Sang giờ bị tấn công quá trời, nó quay xe này kia. Nhưng sự giờ cuối câu chuyện gần cuối cả nhà thấy sao, vì đại cuộc mà không ai lên tiếng thôi, là muốn chuyện nào rồi xong chuyện đó, chứ không phải là người ta sợ mình đâu. Nó thì nãy giờ cũng có rất là nhiều khán giả điện hậu nhân nói ồ em ơi, tôi thấy câu chuyện này nó kỳ vậy, sao lại chửi Hồng Loan lên, nói như vậy chẳng khác gì Hồng Loan là một người không đúng. Nhưng mà nói ra đúng ra nó đúng đúng lại á, quay lại chị đi làm ra một cái, ai là người sai, anh làm người đúng sao anh không tới nhà nói chuyện được dùng chuyện không. Thì hậu nhân cũng chia sẻ ở nhà mình như vậy đó. Thì video cũng khá là dài rồi, hậu nhân cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, chúc cả nhà mình thật nhiều thành công nha cả nhà.